Đây là phần của hai vợ chồng mình nè. Đây là tôi lấy. Đây là toilet nè. Đây là cái bồn để đứng tắm. Đây là cái tivi và cái bàn để mình ngồi uống nước. Hai bàn luôn. Đây là tủ áo quần này. Tủ áo quần. Đây là cái tủ lạnh. Tủ lạnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là hai giường ngủ của hai vợ chồng mình. Ô, thấy người ta thay phòng người ta làm dễ thương không? Mang món cá hồi của nước Pháp. Ngon á, má thấy ngon không con? Em ăn món thịt bò với lại khoai tây nghiền, còn cái xương xanh này hình như là gọi là măng tây. Anh ăn cái món gì đó? Cá hồi. Cá hồi nước khoai tây. Nhưng mà cái món này của nước ngoài làm anh biết không? Pháp. Con để ăn món gì đó con để? Ăn món linguine với tôm với con sò điệp đó. Tối nay nhà mình đi coi trượt băng nghệ thuật.